Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel cây zombie nha anh em. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip, mình sẽ làm một cái clip mình đã hoàn thành team đánh boss. Và team đánh boss của mình nó sẽ không phải là team Baton Bass mà nó sẽ là team Pro, nó sẽ là team Rotate Dance Reborn. Do là mình thấy là ôi chết mẹ rồi phải đánh cái con này à. Do là mình thấy là cái team Baton Bass á, thì thật sự là không phải là yếu, nhưng mà tại vì mình chưa luyện kịp, còn rất là nhiều, mình còn rất là nhiều con phải luyện. Cho nên cái team này và mình luyện cái team này và mình đã luyện xong cái team này rồi. Bây giờ mình chỉ cần đi đánh thử coi như thế nào thôi. Bây giờ mình sẽ đâu rồi? Đây cái team này của mình. Giờ mình sẽ đi đánh thử cái team này. Ôi chết mẹ rồi, sao đụng mấy con này hoài ta. Cái team này của mình tất cả các con đều ngon hết, chỉ có duy nhất một con là không ngon thôi, đó là con Ginra này. Thì mình đã luyện xong SPD là 252 và nó đã lên được chỉ số chuẩn là 349 rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó chưa có ổn lắm. Tại vì sao? Tại vì là cái con này nó không có một cái gì đó gọi là chính xác là nó sẽ được đánh trước các bạn. Mình chỉ biết là mình protect một cái là nó sẽ ưu tiên thôi, chứ mình không biết là nó có đánh trước được hay không. Ý là mình rotate thì mình bảo vệ trước, còn mà đánh trước hay không là do cái chỉ số của nó. Mà chỉ số của nó là 349 thôi, tức là nếu mà có thêm được một chỉ số đó thì quá ok. Nhưng mà hiện tại thì mình sẽ thử thử đánh thử, dĩ nhiên là đánh team ha rồi các bạn, chứ không phải là team ấy, không phải là team không phải là team 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 thường. Trời ơi mẹ ơi, bốn con yếu gì trời. Các bạn đợi mình xíu nha, mình sẽ để mình đánh con quỷ này xong cái last megan này, con quỷ NPC. Tại vì qua một thời gian lâu quá rồi không đánh á các bạn, là nó tự reset lại cho mình đánh lại con quỷ này nè. Mẹ bà nó, mình đánh xong con này mình sẽ đánh thử con boss cho các bạn coi, và không biết là team team đánh hoàn chỉnh hay chưa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để coi có hoàn chỉnh hay chưa ha. Team này thì nó có một cái lợi thế là nhanh nha các bạn, nhanh hơn cả team Baton Bass luôn. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là một khi mà đã chết á, một khi mà đã mất một con á là coi như mất hết ha, tức là mất một con là các bạn sẽ thua luôn trận á. Nó chỉ có thắng, nó chỉ có win thôi, còn thua là thua luôn á. Chết mẹ rồi, phải đánh với thằng này nữa. Trời ơi, tùm lum nặng vậy trời. Nói như là con dao hai lưỡi á, một khi mà thắng là thắng luôn, còn một khi mà đã thua là coi như là không bao giờ, là nguyên team thua luôn á. Tại vì nó cần tất cả các con đều phải thắng, chứ nó không có như là con Banette ha, nó không có như là con Banette hồi trước rồi dùng Rotate Dispo xong rồi đánh từng chiêu rồi sẽ thắng hết mấy con ha, không phải thắng hơn hai con là thắng đâu. Bây giờ đâu còn đâu, không, bây giờ đâu còn, cho nên tất cả các chiêu bây giờ phải là ưu tiên ha, phải là chính xác. Thì chỉ có vậy mới đánh được team ha thôi ha. Để coi, mình coi con nào chưa học mình sẽ cho học. Hiện tại mình còn 31.000 và có một con học lên Bon rồi. Còn con cá này chưa học lên Bon, chết mẹ không. Phải học lên Bon cái mình mới chơi được tụi nó. Chứ mà không học lên Bon là không làm gì được. Các bạn đợi chút xíu nha, mình sẽ đi học trên Cinnabon. Tức là bây giờ là đầu tiên là hai con cá, mình cho con Genra trước, con Genra sẽ đánh trước, con Genra sẽ chơi rồi Rotate để Cinnabon. Nếu mà con Genra thắng là coi như xong, mấy con kia là chiến thắng luôn. Còn nếu mà con Genra thua á, là mấy con kia không cần đánh luôn các bạn, tại vì không, không cỡ nào mà ăn được nguyên team, nó không có chịu đánh, nó chỉ có chết chung thôi. Đây Emu và con Kavenha này mình sẽ cho học lên Cinnabon. Thay đổi chiêu poison fang nó rồi ha, nó có đèn steel ball này ha, nhưng mà nó cần phải có một cái chiêu rotate nữa thì nó mới được đánh trước. Con Cavania này được đánh trước rồi, còn Samedo chưa có rotate. Mimikyu thì không cần, Mimikyu thì mặc định vô nó đã kháng được một chiêu rồi. Con Banette thì được ưu tiên đánh trước nên không sao. Con Genra thì mình không biết, Genra này là dựa trên cái SPD á, cho nên nếu mà nó ưu tiên nó đánh trước là coi như thắng, còn nếu mà nó đánh sau là thua. Không, nên con của mình nếu mà có một cái vật phẩm mà đeo vô mà để ưu tiên đánh trước, như cái choice, cái hình
cái hình cái gọi là sao ta, cái đó mua mắc lắm các bạn, cái hình cái khủng long màu xanh nước biển các bạn, ưu tiên là sẽ được đến trước đó. Nó nếu mà các bạn có cái đó thì càng ngon hơn ha. Nhưng mà giờ mình không có cái đó, bắt buộc là mình phải đi mua cái mình phải chịu theo cái kiểu mà hên xui. Giờ mình sẽ mua cái rô tết, thì là đâu rồi rô tết đâu, đây rô tết 6.000 rồi. Giờ mua cái rô tết mình học cho con, mình mua cái rô tết đâu rồi, đây mình học cho con rô tết đâu ta, đây mình học cho con Sabindo thay chiêu rên của nó đi. Rồi bây giờ nó có rô tết density ball rồi ha, còn hai con cá đều rô tết density ball rồi, con anh cũng vậy, con Genra cũng vậy, con Mimikyu thì không cần rotate, nó chỉ cần Density Ball thôi. Con Don Farm thì cần Endeavor với Aishe là xong. Nhưng mà tất cả các con này mình phải đều đeo cho nó cái đeo cho nó một thứ, đó là Lumina ha. Các bạn phải đeo Lumina cho nó. Chết mẹ rồi, bị lắc rồi các bạn ơi. Đó, bị lắc văng ra ngoài mất dạy không? À, nãy mà vô đánh là thua rồi các bạn. Cho dù các bạn thắng nó cũng không tính nữa. Đúng mất dạy luôn. Game lắc như quỷ. Các bạn nó không phải là do game lắc mà do mạng mình lắc. Cũng có thể. Rồi. Thì không biết là cái team này ngon hay dở, nhưng mà mình nghĩ là cũng được. Thôi chơi thử sao. À, nhưng mà team này đặc biệt nha, đấu với ma là con cuối mà hệ ma là coi như xong team nha các bạn. Tại vì con cái chiêu Endeavor của con voi này là chiêu hệ thường, nếu mà đánh với hệ ma là coi như là thua. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình thử ha, nếu mà thắng thì thôi, còn thua cũng sao, thua cũng đâu mất gì. Rồi mình sẽ thử các bạn, Don't to fight, yes. Dĩ nhiên là đánh chế độ ha rồi, đánh nhanh nha các bạn. Ok rồi mình thử coi là team mình có ok hay không. Con này vô rồi test trước rồi, density ball rồi, được rồi ha các bạn, density ball này hy vọng là mình chết. Ok rồi, nó chết rồi ha, một con. Tiếp theo là con Banette. Còn Banette thì mình sẽ vô mình xài Density Ball luôn. Tại vì khi tiến hóa Mega thì chiêu Density Ball của nó sẽ được ưu tiên đến trước. Không, ưu tiên đến trước. Cho con kia đánh chiêu lửa luôn, chưa chết luôn. À, chưa chết à. Không, chưa chết thì thôi, chưa chết thì mình lại Rotate. Không sao nha các bạn. Mình còn Rotate. Rồi, đánh mình chết, nó sẽ chết theo. Rồi, xong. Một con đi đây. Rồi tiếp theo là con cá, con cá sẽ là rotate để cho nó tăng cái tốc độ lên, nó tăng cái tốc độ lên. Rồi tiếp theo là density ball, hai zoom kích. Chiêu này mà chỉ cần hụt hai cái là con này chết ngắt, nó chết theo rồi các bạn coi thấy không, tiếp theo. Và tiếp theo lại là con cá tiếp, không ảnh hưởng nha các bạn, mình không có chơi Sinola cho nên là mấy con hệ giác đấu này nó cũng không có tác dụng gì với mình đâu, mình chơi là chết chung. Stable, những cái chiêu này là chơi nhanh thôi bạn, chơi nhanh thôi, tức là mặc định là đánh nhanh hơn cả Baton Bass nữa. À, thấy không, mình chết nó chết theo đúng không, đánh nhanh hơn cả Baton Bass nữa. Rồi con này sẽ xài Density Ball luôn. Rồi chiêu tiếp theo sẽ xài chiêu Sa Đâm Slow, tức là đánh đánh chậm thôi, hụt à. Ok. Chết mẹ rồi. Hụt rồi các bạn ơi. Chết mẹ rồi, nó mít. Má cái chiều đó nó mít, đó là thua các bạn. Bạn thấy không, rất là nhanh luôn, tim rất là nhanh thua luôn. Đây các bạn coi này,
con này chỉ có thể đánh diệt được con này thôi, thấy không? Tất cả đều phải chết chung với nhau thì các bạn mới thắng được. Chỉ cần xảy ra một cái trường hợp lỗi thôi là các bạn sẽ thua. Đây, nó như giờ mình nó không nó chết rồi, còn mình còn con cuối à. Giờ làm sao mà mình đánh với nó được. Nó đánh trúng mình rồi là mình chết luôn. Mình thua. Đáng lẽ là mình nếu mà cái chiêu Hero Boom nãy mà không mít á là mình sẽ thắng. Còn mà chiêu Hero Boom nãy mít là mình thua liền. Đó, đó là cái nhược điểm ha, rất là khó, rất là không, nói chung là cái team này cái khả năng thắng nó rất là thấp luôn. Tức là nó chỉ cần xảy ra một cái gì đó sai sót ở trong quá trình thôi là sẽ thua liền. Rồi mình sẽ đấu một lần nữa ha, để xem coi có thắng nổi hay không ha. Lucario đầu tiên là Rotate trước đó đã, rồi đến Cinnabon. Rotate đến Cinnabon, nó phải đánh, đúng rồi, mình phải chết nó mới chết được, thấy không? Là mình rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là thứ nhất là cái khuyết điểm á là con Gengar phải, không sao các bạn, không sao, con Gengar nó phải được đánh trước, đó là khuyết điểm thứ nhất, phải bắt buộc phải đánh trước, nếu mà đánh sau là coi như thua nguyên team. Cái thứ hai là trong quá trình nó không được xảy ra một cái bất kỳ một sơ sót nào hết. Chỉ cần một cái chiêu mid thôi mà các bạn không điều khiển được là sẽ chết cái đám. Không, tất cả đều phải chết chung với nhau. Khuyết điểm là vậy. Team này mình sẽ đặt tên cho nó là team Destiny Bond nha các bạn. Team tự tử. Rồi tên. Tìm tự giác. Lost Combat. Ok, con này đánh thắng. Rồi nó chết chung rồi. Con này. Protect. Bon. Giờ nó đá mình mà hụt nè, nó đá mình mà hụt cái là nó chết ngắt luôn, phải không? Mà nó đá mình mà hụt cái là cầm chắc 100% chiến thắng. Con này nó đá trúng thì cũng thắng chứ không phải thua, nhưng mà ý là nó nằm ở trong ấy thôi, nằm ở trong, mà đáng lẽ con này mình phải có một cái rotate nó mới đúng. Không, con Mimikyu này phải có một cái rotate nữa mới hợp lý. Nhưng mà cho dù nó có rotate thì nó cũng không Destiny Bond được trước. Rồi thua các bạn. Nó mít rồi, nó mít trên Steelborn rồi. Má thua rồi các bạn. Đây là hai team thua nha các bạn. Hai team thua rồi nha. Đó, đây là hai team thua rồi. Con Mimikyu của mình không thể nào xài theo cái kiểu này được. Mimikyu nó có Steelborn đó. Để mình coi Mimikyu nó làm sao. Mimikyu. Con Mimikyu nó tăng tốc độ là được 96 so với con Gengar, tốc độ của nó là 110 thì con Mimikyu thấp hơn nhiều. Nếu mà có một cái nếu mà có một cái ưu tiên đánh trước chắc là mình sẽ đeo cho Mimikyu ha, mình sẽ đeo cho Mimikyu đánh trước thì nó sẽ ổn hơn. Mà để mình coi mình còn cái Focus Sand nào không. Mình không còn cái Focus Sand nào hết. Bây giờ mình sẽ thử qua đánh với lại team mình sẽ đánh thử với con gì ta, con boss cuối thứ rồi ăn được hay không. Mình đánh hai con boss rồi nha các bạn, mình đánh hai con boss là thấy hụt hết hai con rồi nha các bạn. Lý do là tại con Mimikyu nãy giờ hai lần là tại con Mimikyu không có ăn được, cho nên bây giờ mình sẽ sắp con Mimikyu nằm ở vị trí thứ hai. Để nếu mà nó thua là coi như nghỉ đam luôn, không cho nhanh. Chứ mà đánh là không có ổn, con Mimikyu chưa ổn. Chưa ổn chỗ nào? Hồi nãy cái lượt đầu tiên là cái chiêu Hero Beam nó bị miss. Mà con Mimikyu không làm gì được.
cho dù nó có đánh trước thì ê, cho dù nó có lượt hai nó rotate đi, nó có rotate đi lượt thứ hai đi thì nó cũng không thể nào đánh trước ở lượt thứ ba nữa, nó cũng không thể nào đánh trước cái chiêu mà Destiny Ball nó lượt thứ ba được. Còn ở cái trận thứ hai á, cái trận thứ hai á là con BBQ nó bị hụt chiêu luôn các bạn, nó không đánh được chiêu thứ hai, nó không đánh được nó không đánh được Destiny Ball, cho nên là nó không có tác dụng gì để tiêu diệt đối thủ hết, nên cái chiêu cái chiêu gãy cổ của con BBQ bị thất bại ha. Rồi bây giờ mình sẽ chà, con đầu tiên của nó sẽ là con Mega các bạn, và chắc là mình sẽ ưu tiên con Manette đi đầu. À, con Manette đi đầu đi. Ôi con này không được hả? Rồi chắc là con này mình chưa chưa có đủ thời gian. Giờ mình sẽ đi đi đánh thử con boss super boss thử coi coi là có chiến thắng được hay không nha các bạn. Đi đánh thử con boss super boss mình phải thử nhiều cái mình mới rút ra được kết luận. Team này mình không nghĩ là nó phá sản đâu, mình nghĩ là nó vẫn còn đánh được nhưng mà chưa ổn lắm. Chưa ổn lắm ha, cần phải cải thiện hơn nữa. Con Mimikyu thì cần phải cải thiện hơn nữa. Tại vì lỗi kỹ thuật là nãy giờ nằm ở ngay con Mimikyu không. Hai lỗi luôn, nằm ở ngay con Mimikyu hết. Mấy con này không có con nào cắt cây được đâu. Mình sẽ đi lên lên đánh con boss một lần nữa thử coi như thế nào. Do là mình không có cái đồ cắt cây cho nên mình không chạy thẳng lên trên đó được. Mình phải đi đường vòng các bạn. Không có cái đồ cắt cây. Mấy con này đâu có con nào cắt được cây. Con Don Farm thì chắc là phải lên đam các bạn. Đúng là cái SPD của nó 04 là quá hợp lý rồi nhưng mà nó cần phải lên đam. Nó không được đánh trước là quá hợp lý rồi, nhưng mà nó phải lên một cái đam cái đã để nó đánh được. Nó đảm bảo là cái chiêu AC của nó cho dù đối thủ có hồi thêm máu thì nó cũng giết được đối thủ. Chứ mà để cho cái chiêu AC của nó với cấp độ 35 vậy là thua đối thủ chắc. Bao với các bạn là sẽ thua đối thủ luôn. Con Don Farm là con mà cuối cùng, cái con mà quyết định, và cái team của mình quá ổn cho đến khi mà con Mimikyu nó thua ha, quá ổn cho đến khi con Mimikyu nó thua. Và mình sẽ thử cố gắng lại để đánh một lần nữa xem coi là có ổn hay không. Rồi, mình sẽ chạy lên trên này, mình đánh lại một lần nữa nha các bạn. Đánh lại một lần nữa cái team này. Không, hồi nãy mình coi rồi là con đầu là con ấy rồi. Giờ mình chỉ cần cho con đầu là con Gengar và con tiếp theo là con Mimikyu là ổn rồi. Thường thì con đầu nó sẽ là con Mega, cho nên là chắc là mình sẽ xài con Banette để đi đầu á. Tiếp theo là con thứ hai là chắc chắn là sẽ là Mimikyu, nhưng mà con này hình như đi đầu nó không phải là con không phải là con ấy, cho nên mình sẽ đặt Mimikyu ở vị trí thứ hai và đi đầu vẫn là Genra ha. Đầu vẫn là Genra để cho nhanh. Ôi chết cooldown à. Mẹ nó. Rồi. Rồi bây giờ mình qua tới cái con Pumpkin này, cái con bí ngô ha, bí ngô Halloween này. Rồi mình sẽ đánh cái con đây Pumpkin King vô vô bí ngô. Đây bum bum Pumpkin King. Rồi mình sẽ đánh với con này là super boss nha các bạn, không phải là boss ha, nhưng mà mình sẽ đánh thử cái team này và không hồi hồi sinh, tại vì con super boss các bạn có thể hồi sinh được ha, mà không hồi sinh để làm gì hết. Mình nghĩ là mình có thể đánh thắng được nó. Và mình nghĩ là không biết là cái con cuối. Ôi rồi mẹ ơi, nó còn 5 ngàn. Rồi giờ mình qua thành phố này mình đánh thử coi như thế nào đó. Con này coi máu coi. Ok, giờ mình sẽ đánh thử giáo sư nha các bạn, một lần cuối cùng ha. Nếu mà thành công thì
thì có tỷ lệ phần trăm là được, còn nếu mà không thành công thì chắc là cũng là do con ấy thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Đầu tiên là vẫn là con chắc chắn là con Đông Pham phải để vị trí cuối cùng nhé. Nha các bạn, con Đông Pham mà nó ở vị trí khác là không được đâu á. Cho con BBQ lên đầu luôn. Chưa. Ha. Yes. Rồi, con Rock Tôm. Giờ mình sẽ sử dụng Density Ball luôn nha, hy vọng là chiêu này nó có tác dụng. Rồi Density Ball ok đó. Shadow Cloud hụt. Nó vẫn ăn xét các bạn, không sao hết. Các bạn để nó chết không gì hết. Rồi tiếp theo là con Gengar. Con quỷ này không có tốc độ đó các bạn, đừng lo. Con quỷ này nó có hồi máu nhưng mà nó không có tốc độ. Cho nên mình nghĩ là sao mình sẽ được đánh trước á. À, chơi Sleep Power à. Ok ha. À, không chết. Rotate. Density Ball cái nữa. Bắt buộc là phải rotate nha các bạn. Rồi xong, con này chết theo. Giờ mình còn 4 con có khả năng đánh trước. Mình còn 4 con có khả năng đánh trước thì mình sẽ ưu tiên những cái con nào mà yếu yếu trước. Còn con Banette nó có ability Rangster rồi cho nên mình sẽ không không sợ. Ôi chết mẹ rồi. À, con quỷ này. Hy vọng là mình được đánh trước. Rồi hay quá các bạn. Được đánh trước rồi. Ôi. Dragon Den à. Rotate thôi. Rồi. Con rồng này nguy hiểm lắm các bạn. Nhìn đẹp thiệt sự ha. Rất là đẹp luôn. Mình không biết là con nào nó tiến hóa Mega trước đâu. Nãy mà lấy con cá Cavenha ra nhiều khi là mình thua trận này. Nhưng mà nó có một con tiến hóa Mega rồi thì con này chắc chắn là không có tiến hóa Mega đâu các bạn. Yên tâm, trong một cái team mà các bạn đánh nhau là chỉ có một con tiến hóa Mega thôi nha. Rồi đến Steel Ball. Đúng rồi, đánh đi bạn chứ đừng có Toxic. Rồi đặt xe các bạn. Rồi tiếp theo là con bò. Không biết là con bò này có đánh được mình hay không nữa nhiều khi con bò này nó không có chiêu đánh không có chiêu đánh hệ ma. À nó có à. Rồi ok. Con ma của mình chưa chết. Rồi. Rồi đó, hên quá các bạn. Mình tưởng đâu ma của mình chết rồi, ma mình chết rồi cũng không sao ha, nó cũng chết thôi. Rồi con cuối cùng để đánh là con này ha các bạn phải phải đánh trúng nha các bạn. Đây mình Enival nữa ha. Rồi nó bằng máu của mình ha các bạn. Rồi dùng Ashe. Rồi chiến thắng nha các bạn. Vậy là team này cũng có khả năng đánh thắng team boss nha các bạn. 27.000, 5 PV coin, 5 PV up. Rồi ok ha. Đây là team tự sát của mình sáng chế ra. Rồi, clip của mình tới đây tạm dừng ha. À, với cái team này thì mình nghĩ là mình sẽ gọi là sao ta gọi là sẽ cải thiện con BBQ được một chút xíu. Tức là con này mặc định là để về cũng được nhưng mà tại sao mình không hiểu là tại sao có những chiêu nó bị không đánh trúng các bạn. Nó không đánh được thì mình không hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ để mình đi đổi mấy con ấy đã. Đầu tiên là mình phải đi đổi mấy con hóa thạch đã. Lát mình về mình coi lại mấy hóa thạch coi như thế nào. Mình có mấy hóa thạch nè các bạn. For ship. Đây nè, Helidom Shell Root ha. Để mình đổi thử coi. Đổi hóa thạch hình như thằng này là phải. Không phải hả? Không. Không phải thằng này. Thằng này nè. Heli nè, yes. Đợi tiếp. Đơm này, yes. Đợi tiếp. Đơm này, yes. Đợi tiếp. Helis, yes. Đợi tiếp. Helis, yes. Đợi tiếp.
Helix không có à, đổi lại đao đơm coi có không, có luôn. Đổi tới chừng nào mà nó không, nó báo không còn đó bạn thì thôi, nó không, nó báo không có ấy thì thôi, các bạn có thì các bạn nên đổi ha, không có nên đổi hết cho mình. Thường thì đổi số lượng lớn thì các bạn sẽ tìm ra một cái con có chỉ số đẹp, còn mà các bạn đổi một con thì chắc chắn là con có chỉ số xấu chắc rồi. Rồi mình sẽ đổi hết, nó có mình sẽ đổi hết đó, Zephyr. Con kia hết rồi đó. Đó, con nó hết luôn rồi, set for set như còn. Còn con này không? Rồi còn con. Rồi xong rồi các bạn. Giờ mình đi ra mình chạy qua bên kia là mình sẽ mình vô thử coi 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 là mình có đổi được bao nhiêu con ha. Mình đổi được bao nhiêu con, chỉ số như nào qua đó. Tìm tự sát. À, các bạn cứ vô kiếm thằng nào đánh đại các bạn. Đại nào đi, kiếm nào quýnh đại. Trong kia không có thằng nào đâu. À bên đây có cái nhà này nè, không cần thiết phải đánh, tại vì mình làm biến chạy về các bạn, mình làm biến chạy về cho mình mua cái này nè cho nhanh ha, mua cái escape rope này cho nhanh. Rồi về mở cho các bạn coi thử cái Pokemon của mình được gì. Rồi đây, Amora 26 tốc độ và 21 SPD rồi hồi máu ha. Con này cũng ok, ok lắm nha. Con này cũng hồi máu mà chỉ số cùi quá, bỏ coi để đi. Tyrant con trâu, ôi mẹ ơi, Damage Attack Strong Jam luôn. Con này khủng long. Rồi con này là con Aerodactyl, con này là con tiến hóa Mega được này. Mà chỉ số tốc độ yếu quá, mình không có thích. Con này phải có chỉ số tốc độ ngon ngon xíu thì mới chơi được. Kabutops, Kabutops cũng không ngon ha, Kabutops cù quá. Con này là phải chỉ số con ốc phải chỉ số phòng thủ cao mới được. 2802 là thấy yếu nè. 14 17 yếu luôn. Con này không có đánh nha các bạn. Con này phòng thủ quá thôi à. Rồi cao top không các bạn, ra toàn là chỉ số cùi, không có con nào ngon hết trơn luôn các bạn, không có con nào ngon hết trơn luôn. Rồi ok, clip của mình tới đây tạm dừng ha. Nếu mà bạn thích clip của mình thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye.